sẽ trình bày bài báo cáo trong vòng 15 phút. Mời bác sĩ Bằng ạ. Kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp, buổi hôm nay em xin phép được trình bày một chủ đề trong lĩnh vực gây mê hồi sức, đó là gây tê vùng giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng. Bài trình bày thì gồm có hai nội dung, nhất là đau và giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng, phần thứ hai là các phương pháp gây tê vùng giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng. Như chúng ta đã biết thì thay khớp háng là điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh lý khớp háng như hoại tử tròn xương đùi, gãy cổ xương đùi không có khả năng bảo tồn, thoái hóa khớp háng nặng, bệnh lý vùng cổ xương đùi. Vậy phẫu thuật này thường hay gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý kèm theo. Đau sau phẫu thuật thay khớp háng có thể do chấn thương mô hay do hiệu ứng thể xác như co mạch tăng cung lượng tim, co cơ sợ hãi, hoặc vấn đề đau khi không giải quyết được cũng càng dẫn đến đau đớn, lo âu, sợ hãi hay là tức giận. Đau sau mổ nói chung thì dẫn đến nhiều hậu quả. Ví dụ như là thay đổi thần kinh nội tiết dẫn đến tăng dị hóa kháng insulin, đau kích thích giao cảm dẫn đến nhịp nhanh co mạch, đau sau mổ cũng dẫn đến các biến chứng phổi sau mổ, rối loạn tâm thần kinh, kích động, suy giảm nhận thức, lo âu, hoặc đau làm bệnh nhân chậm vận động dẫn đến huyết khối tĩnh mạch hay kém vận động, kém phục hồi chức năng. Tất cả những yếu tố trên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong. Vậy đau sau mổ thay khớp háng thì ở mức độ nào? Một nghiên cứu so sánh mức độ đau ở ngày thứ nhất sau mổ ở 179 loại phẫu thuật thủ thuật thì nhận thấy đau sau mổ thay khớp háng có điểm đau từ 3 đến 7 điểm theo thang điểm 10. Đau sau mổ thay khớp háng có ảnh hưởng như thế nào đến kết cục bệnh nhân? Một nghiên cứu trên 411 bệnh nhân có tuổi từ 52 đến 101 tuổi sau mổ thay khớp háng thì nhận thấy điểm đau sau mổ lúc nghỉ ngơi tăng dần sẽ dẫn đến tăng thời gian nằm viện, tăng tỷ lệ bỏ hoặc rút ngắn thời gian tập phục hồi chức năng sau mổ, chậm vận động đi lại, giảm điểm vận động vào tháng thứ 6. Như vậy thì đau sau mổ kết hợp với chậm vận động đi lại, chậm tập phục hồi chức năng, tăng thời gian nằm viện, suy giảm cơ năng dài hạn. Do đó vấn đề giảm đau sau mổ thay khớp háng là cần thiết và có vai trò rất quan trọng. Giảm đau sau mổ thay khớp háng là giảm đau đa mô thức, tức là kết hợp các phương pháp giảm đau có cơ chế khác nhau để tăng thời gian để làm tăng tác dụng giảm đau và làm giảm tác dụng không mong muốn của từng phương pháp. Trong đó, gây tê vùng, gây tê thần kinh là phương pháp sử dụng các thuốc tê phong bế con đường dẫn truyền thần kinh từ ngoại vi vào tủy sống. Hiệu quả giảm đau bằng gây tê thần kinh so với các phương pháp giảm đau toàn thân không gây tê thần kinh thì như thế nào ở bệnh nhân sau mổ thay khớp háng? Một phân tích trên Cochrane phân tích dữ liệu từ 51 nghiên cứu, trong đó có 45 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên 2.793 bệnh nhân thì đưa ra kết luận gây tê thần kinh so với giảm đau toàn thân thì có tác dụng giảm đau sau mổ tốt hơn, tăng mức độ hài lòng của bệnh nhân, giảm thọ lần cấp sau mổ, giảm cảm giác ngứa, giảm thời gian nằm viện. Một phân tích gộp từ 19 nghiên cứu trên 603 bệnh nhân phẫu thuật chi, trong đó phẫu thuật chi dưới là 360 bệnh nhân, so sánh kết quả việc kiểm soát đau sau mổ bằng gây tê thần kinh liên tục với opioid thì kết quả cho thấy ở nhóm gây tê thần kinh liên tục, điểm đau VAS trung bình và VAS tối đa thấp hơn ở nhóm sử dụng opioid toàn thân ở các thời điểm 24, 48, 72 giờ sau mổ. Và các tác dụng phụ liên quan đến opioid như nôn, buồn nôn sau mổ, an thần quá mức, ngứa cũng giảm hơn ở nhóm dùng opioid toàn thân. Như vậy, gây tê thần kinh liên tục so với opioid thì giảm đau hiệu quả hơn, ít tác dụng phụ liên quan đến opioid hơn. Vậy cần phong bế thần kinh nào để giảm đau sau mổ thay khớp háng? Chúng ta xem lại chi phối thần kinh liên quan đến khớp háng. Chi phối mặt trước của khớp háng là thần kinh đùi, thần kinh bịt. Chi phối mặt sau là thần kinh hông to. Chi phối cho vùng cơ xương liên quan đến khớp háng cũng là thần kinh đùi, thần kinh bịt và thần kinh hông to. Có nhiều đường mổ vào khớp háng để thay khớp háng như đường mổ bên sau, đường mổ bên ngoài hay đường mổ phía trước. Vết mổ chủ yếu thuộc phần chi phối của thần kinh bị đùi ngoài. Giảm đau bằng gây tê vùng thì chia làm hai nhóm là gây tê trục thần kinh và gây tê thần kinh ngoại vi. Trong đó gây tê trục thần kinh gồm có nhóm tê thủy sống morphin, gây tê ngoài màng cứng. Tê thủy sống morphin là phương pháp thuốc giảm đau được morphin được đưa vào khoang dưới nhện. Một nghiên cứu trên 143 bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng dưới tê thủy sống bằng morphin vốn liên quan đến morphin. Mặc dù phương pháp có tác dụng giảm đau sau mổ tốt, tuy nhiên có thể gặp một số các tác dụng không mong muốn như tê bì hai chân, ngứa, bí tiểu hay hạ huyết áp. Đây là một thủ thuật xâm lấn có thể gây một số biến chứng nguy hiểm như tụ máu ngoài màng cứng, áp xe ngoài màng cứng, nên cần tôn trọng các chống chỉ định như là bệnh nhân rối loạn đông máu hay là nhiễm trùng tại chỗ, thận trọng thời điểm rút, đặt và rút catheter ngoài màng cứng ở các bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông. Trong quá trình lưu catheter có thể có hiện tượng di lệch catheter dẫn đến tác dụng giảm đau thay đổi. Các phương pháp gây tê thần kinh ngoại vi trong phẫu thuật thay khớp háng gồm có gây tê đám rối thắt lưng, gây tê thần kinh đùi, gây tê mạc chậu, gây tê thần kinh bao khớp háng hay là peng block, gây tê cơ vuông thắt lưng, QL block. Đám rối thắt lưng thì được cấu tạo từ các nhánh trước của các thần kinh sống từ L1 đến L4. Các nhánh này chia ra các ngành trước và ngành sau. Thần kinh đùi và thần kinh bì đùi ngoài được cấu tạo từ các nhánh sau, thần kinh bịt thì cấu tạo từ các nhánh trước. Tê đám rối thắt lưng phải mong muốn tê được các dây thần kinh đùi, thần kinh bịt và thần kinh bì đùi ngoài. Đám rối thắt lưng được tiếp cận dưới hướng dẫn của siêu âm. Một nghiên cứu trên 80 bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng giảm đau sau mổ bằng tê đám rối thắt lưng liên tục với ropivacaine 0,2%, kết quả cho thấy điểm đau VAS lúc nghỉ ngơi là khoảng 10 trên thang điểm 100.
lúc tập phục hồi chức năng khoảng 18/25 trên thang điểm 100 trong vòng 48 giờ, tác giả đưa ra kết luận gây tê mới thắt lưng có tác dụng giảm đau tốt, ít tác dụng không mong muốn, tỷ lệ thành công cao. Một nghiên cứu trên 73 bệnh nhân được thay khớp háng dưới tê tủy sống ngẫu nhiên chọn được một trong hai nhóm. Nhóm A là giảm đau sau mổ bằng ropivacaine 0,2% truyền liên tục gây tê mới thắt lưng, và nhóm B là truyền tĩnh mạch liên tục morphine và ketorolac. Kết quả cho thấy rằng điểm đau VAS nhóm A thấp hơn nhóm B kể cả lúc nghỉ ngơi hay lúc vận động trong vòng 48 giờ. Nhóm A không gặp các tác dụng không mong muốn liên quan đến opioid so với nhóm B. Như vậy thì gây tê liên tục ở mới thắt lưng so với truyền tĩnh mạch liên tục morphine ketorolac có tác dụng giảm đau hiệu quả hơn, ít tác dụng không mong muốn liên quan đến opioid. Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên trên 225 bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng giảm đau sau mổ bằng một trong ba phương pháp gây tê liên tục ở mới thắt lưng, gây tê thần kinh đùi liên tục và PC morphine. Kết quả cho thấy điểm đau VAS ở nhóm T đắm đối thắt lưng thấp hơn ở hai nhóm còn lại ngày 1 và ngày 2 sau mổ kể cả lúc nghỉ ngơi hay lúc vận động. Nhu cầu opioid ở nhóm T đắm đối thắt lưng và T thần kinh đùi liên tục thì thấp hơn ở nhóm PCA, ít tác dụng không muốn liên quan đến opioid hơn. Tác giả đưa ra kết luận gây tê liên tục ở thắt lưng so với gây tê thần kinh đùi liên tục và PC morphine có tác dụng giảm đau hiệu quả hơn, giảm nhu cầu opioid, giảm tác dụng không mong muốn liên quan đến opioid, bệnh nhân hài lòng hơn, phục hồi chức năng sau mổ tốt hơn. Tuy nhiên, gây tê mới thắt lưng có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn và biến chứng như một số tác giả đã báo cáo, đó là tụ máu khoang sau phúc mạc, tụ máu dưới bao thận, đặc biệt là ở các bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông hay tiểu cầu thấp, do đó cần phải thận trọng ở bệnh nhân đang rối loạn đông máu. Tác dụng không mong muốn khác có là gây tê tủy sống toàn bộ hay tiêm mạch máu dẫn đến ngộ độc tê toàn thân. Phương pháp gây tê thần kinh ngoại vi thứ hai sau mổ thay khớp háng là gây tê thần kinh đùi. Thần kinh đùi là thần kinh lớn nhất trong mới thắt lưng, xuất phát từ các dây L2, L3, L4 đi xuống dưới ra ngoài trong rãnh cơ thắt lưng chậu, đi xuống dưới dây chằng bẹn và tam giác đùi, nằm ngoài động mạch đùi, ngay dưới mạc chậu, nằm trên cơ thắt lưng chậu. Đây là hình ảnh về chi phối của thần kinh đùi. Thần kinh đùi chi phối vận động cho cơ tứ đầu đùi, nên khi phong bế thần kinh này sẽ làm yếu cơ tứ đầu đùi, gây hạn chế vận động trong quá trình tập phục hồi chức năng sau mổ. Một nghiên cứu trên 90 bệnh nhân được thay khớp háng toàn bộ so sánh giảm đau sau mổ bằng một trong ba phương pháp, đó là gây tê ngoài màng cứng, PC morphine và gây tê thần kinh đùi liên tục. Kết quả cho thấy nhóm gây tê thần kinh đùi có điểm đau tương đương so với nhóm gây tê ngoài màng cứng và PC morphine, nhưng tác dụng không mong muốn liên quan đến morphine như nôn, buồn nôn sau mổ thì ít hơn. Như vậy gây tê thần kinh đùi giảm đau hiệu quả và ít tác dụng không muốn liên quan đến opioid. Một nghiên cứu RCT khác so sánh giảm đau sau mổ thay khớp háng bằng tê thần kinh đùi liên tục so với gây tê đắm đối thắt lưng liên tục trên 47 bệnh nhân sau mổ thay khớp háng. Kết quả cho thấy điểm đau VAS trung bình, điểm đau VAS thấp nhất, điểm đau VAS cao nhất tương đương ở hai nhóm, không có sự khác biệt về nhu cầu giảm đau thêm bằng opioid, thời gian nằm viện hay thời gian tê thần kinh liên tục. Phương pháp gây tê thần kinh ngoại vi tiếp theo là gây tê mạc chậu. Ở phương pháp gây tê vùng này, thuốc tê được tiêm vào dưới lớp mạc chậu trên cơ thắt lưng chậu, phong bế được thần kinh đùi, thần kinh bì đùi ngoài. Phong bế thần kinh bịt thì không khẳng định. Gây tê mạc chậu được tiến hành dưới hướng dẫn của siêu âm. Một phân tích gộp từ 8 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên 372 bệnh nhân so sánh giữa gây tê mạc chậu với nhóm trứng để giảm đau sau mổ thay khớp háng. Kết quả cho thấy nhóm gây tê mạc chậu so với nhóm trứng giảm đau hiệu quả đến 24 giờ, giảm nhu cầu sử dụng morphine, giảm nôn, buồn nôn sau mổ, giảm thời gian nằm viện, không có sự khác biệt về nguy cơ yếu cơ gây ngã. Một nghiên cứu so sánh tác dụng giảm đau sau mổ thay khớp háng bằng gây tê đắm đối thắt lưng so với gây tê mạc chậu trên 50 bệnh nhân, kết quả cho thấy không có sự khác biệt về điểm đau trước và 15 phút sau làm giảm đau ở hai nhóm, không có sự khác biệt về nhu cầu giảm đau thêm bằng opioid ở ngày đầu và ngày 2 của hai nhóm. Như vậy gây tê mạc chậu so với gây tê đắm đối thắt lưng thì hiệu quả giảm đau tương đương nhau. Phương pháp gây tê thần kinh ngoại vi tiếp theo đó là gây tê thần kinh bao khớp háng hay còn gọi là peng block, là phương pháp tiêm thuốc tê vào giữa gân cơ thắt lưng chậu và ngành chậu mu của xương chậu, sẽ phong bế được nhánh khớp của thần kinh đùi và thần kinh bịt. Phương pháp này được tiến hành dưới hướng dẫn của siêu âm. Các nghiên cứu về hiệu quả giảm đau sau mổ thay khớp háng của peng block chưa nhiều. Khi phân tích trên ca bệnh hay loạt ca bệnh, kết quả cho thấy peng block có tác dụng giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng, tác dụng ức chế vận động xảy ra khi thuốc tê tiêm ở không đúng vị trí. Một nghiên cứu so sánh tác dụng giảm đau sau mổ thay khớp háng của hai phương pháp peng block và gây tê thần kinh đùi trên 60 bệnh nhân, kết quả cho thấy nhóm peng block có điểm đau VAS thấp hơn, không gây yếu cơ tứ đầu đùi, không có sự khác biệt với hai nhóm về nhu cầu sử dụng opioid, thời gian nằm viện và các biến chứng khác. Phương pháp gây tê thần kinh ngoại vi tiếp theo là gây tê cơ vuông thắt lưng, QL block. Ở phương pháp này, thuốc tê được tiêm vào lớp mạc ở phía trước, phía sau hay phía bên của cơ vuông thắt lưng, tương ứng với tên gọi là QL3, QL2 và QL1. Tùy vào vị trí tiêm thuốc và độ lan của thuốc, độ khó của kỹ thuật, độ an toàn của kỹ thuật là khác nhau. Ví dụ QL block trước hay QL3 là kỹ thuật khó thực hiện. Thuốc tê tiêm sau tiêm có thể lan rộng gây phong bế thần kinh sống từ T10 đến L4. Một nghiên cứu RCT đánh giá hiệu quả giảm đau sau của gây tê cơ vuông thắt lưng QL3 ở bệnh nhân sau mổ thay khớp háng trên 71 bệnh nhân, kết quả cho thấy nhóm QL block có hiệu
có điểm DAO-VAS thấp hơn nhóm không gây TQL trong vòng 48 giờ đầu. Nhu cầu opioid thấp hơn ở nhóm QL block, bệnh nhân thấy hài lòng hơn, không có sự khác biệt về khoảng cách đi lại được hay thời gian nằm viện. Như vậy thì QL block so với nhóm không gây TQL block hiệu quả giảm đau tốt hơn trong vòng 48 giờ, giảm nhu cầu opioid, bệnh nhân thì thấy hài lòng hơn. Một nghiên cứu so sánh giảm đau sau mổ thay khớp háng bằng gây tê thần kinh liên tục thần kinh đùi so với QL block trên 24 bệnh nhân thì kết quả cho thấy điểm đau VAS nút nghỉ không khác biệt ở hai nhóm. Điểm đau VAS nút vận động của nhóm QL block cao hơn nhóm thần kinh đùi ở thời điểm 6 giờ 12 giờ. QL block phong bế cảm giác ra không hằng định. Một nghiên cứu so sánh hiệu quả giảm đau sau mổ thay khớp háng bằng QL block với gây tê ngoài màng cứng trên 60 bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện Việt Đức, kết quả cho thấy hiệu quả giảm đau của hai phương pháp tương đương nhau. Bệnh nhân được gây tê cơ vuông thắt lưng thì hài lòng hơn, ít tác dụng không mong muốn hơn. Đây là bảng so sánh về ưu nhược điểm của các phương pháp gây tê thần kinh ngoại vi để giảm đau sau mổ thay khớp háng. Trong đó đa mới thắt lưng có ưu điểm là vùng chi phối rộng, thần kinh bì đùi ngoài, thần kinh đùi, thần kinh bịt. Tuy nhiên đây là kỹ thuật khó, có thể gặp một số biến chứng nguy hiểm. Gây tê cơ vuông thắt lưng có thể đạt được vùng chi phối từ T10 đến L4, tuy nhiên vùng phong bế thay đổi. Thần kinh đùi thì là phương pháp dễ thực hiện, giảm đau phần lớn cơ xương khớp háng, tuy nhiên gây giảm vận động có thể gây ngã trong quá trình tập hồi chức năng và không phong bế được cảm giác vết mổ. Peng block thì chọn lọc cho vùng khớp háng, không gây yếu cơ, tuy nhiên cũng không phong bế được cảm giác vết mổ. Gây tê mạc chậu vùng chi phối khá rộng, thần kinh đùi, thần kinh bì đùi ngoài có thể phong bế thần kinh bịt, tuy nhiên cần thể tích lớn, chi phối thần kinh bịt thì không hằng định. Gây tê mạc chậu là phương pháp đã được hội gây tê vùng và giảm đau châu Âu đưa vào khuyến cáo mức A để giảm đau sau mổ thay khớp háng. Tóm lại thì giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng có vai trò rất quan trọng, giúp vận động sớm, phục hồi chức năng sớm, giảm biến chứng sau mổ, giảm thời gian nằm viện. Gây tê vùng có nhiều ưu điểm hơn so với gây tê toàn thân, giúp giảm đau tốt hơn, tăng mức độ hài lòng, giảm các tác dụng không mong muốn liên quan opioid. Việc lựa chọn phương pháp gây tê vùng nào thì cần cân nhắc sự cân bằng lợi ích của việc giảm đau và việc giảm vận động. Gây tê mạc chậu thì đã được đưa vào khuyến cáo. Gây tê thần kinh đùi có nguy cơ yếu cơ giảm vận động. QL block, Peng block thì ít hoặc không ức chế vận động là các phương pháp giảm đau mới. Gây tê tam đối thắt lưng và gây tê ngoài màng cứng trước đây đã từng được coi là tiêu chuẩn vàng, nhưng hiện nay hai phương pháp này đã được đưa ra khỏi các khuyến cáo về giảm đau sau mổ thay khớp háng do đây là các thủ thuật xâm lấn, có thể gây cái biến chứng nguy hiểm, có thể ức chế vận động, hạn chế quá trình tập hồi trong sau mổ, và có các phương pháp gây tê vùng khác có tác dụng giảm đau tương ương nhưng ít tác dụng không muốn hơn. Bài trình bày của em xin đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô, các anh chị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Bằng. Tôi cũng làm bác sĩ can thiệp ở cái vùng loanh quanh gần đấy là vùng đùi với cả vẹn, đúng không ạ? Tôi hay làm thay van động mạch chủ rồi stent graft. Thì bài báo cáo này tôi có một cái câu hỏi mà không biết là nếu mà trong cái tỷ lệ hiện nay cái sử dụng gây tê mà các bạn đã nói là mạc chậu đã được là khuyến cáo rồi thì tỷ lệ hiện nay là bao nhiêu phần trăm trong các phẫu thuật thay khớp háng ở bệnh viện mình? Vì tôi thấy bài báo cáo các bạn dùng rất nhiều dữ liệu của nước ngoài, thì tại bệnh viện này tỷ lệ bao nhiêu? Mời hai bạn. Xin giới thiệu, có bác sĩ Ngân Giang là phó khoa gây mê hồi sức và chống đau của bệnh viện cũng tham gia vào báo cáo. Mời chị Giang. Vâng, thưa thầy, cái việc mà chỉ định cái phương pháp giảm đau nào cho bệnh nhân thay khớp háng thì nó còn phụ thuộc vào các yếu tố, ví dụ như là bệnh nhân này thay là do bệnh nhân bị chấn thương hay là thoái hóa. Nếu mà bệnh nhân chấn thương thì người ta đến khi mà trước khi mổ là bệnh nhân đau rất nhiều. Vậy thì cái việc lật tư thế bệnh nhân để làm các phương pháp khác như là gây tê thủy sống hay gây tê cơ vuông thắt lưng hay gây tê ngoài màng cứng là không thể hoặc là rất khó khăn, cho nên cái lựa chọn đầu tiên sẽ là gây tê mạc chậu hoặc là gây tê các cái nhánh vào bao khớp. Đấy là cho giảm đau trước mổ. Còn cái gây thì phần lớn các cái trường hợp như vậy thì chúng em sẽ ở khoa gây mê là hiện nay đang làm hai cái kỹ thuật đó. Còn nếu như mà những cái bệnh nhân mà có thể nằm nghiêng được rồi thì cái thời gian mà để mà chuẩn bị để cho cuộc phẫu thuật ấy lâu hơn, nó gấp rút thì sẽ có thể là sẽ lật tư thế bệnh nhân luôn và gây tê cơ vuông thắt lưng và gây tê tủy sống một thì luôn. Thì cái đó là phụ thuộc vào cái việc là bệnh nhân đó là bệnh nhân chỉ định mổ vì cái gì, mức độ đau như thế nào và cái cách sắp xếp ở trong phòng mổ như thế nào. Vâng. Thế nhưng mà mạc chậu là bây giờ chiếm khoảng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm các ca mổ? Trung bình tổng số các ca mổ của chúng ta. Những bệnh nhân chấn thương thì là phần lớn đấy ạ. Vâng. Tôi khuyên là chúng ta nên có cái nghiên cứu của Việt Nam. Tại vì hiện nay chúng ta đang càng ngày càng update với cả các thế giới, vì chúng ta biết là trong vòng thời gian rất ngắn thôi đã thay đổi rồi. Trước đây như bọn tôi không phải trong ngành gây mê hồi sức thì chỉ biết đến mỗi gây tê tủy sống thôi, gây tê ngoài màng cứng thôi. Nhưng hiện nay những phương án rất mới đã được đưa vào guideline rồi thì chúng ta cũng nên áp dụng và làm các nghiên cứu. Thế còn cái việc mà thí dụ chúng tôi hiện nay tôi vẫn đang làm TAVI hoặc là làm thay van qua da rồi mitral van clip ở động mạch đùi với cái kích thước ống dụng cụ rất lớn ấy,
thì chúng tôi các bạn sẽ thấy là trong tương lai có cái phương án gì để gây tê cái vùng đấy được, vì đấy nó cũng rất là, hiện nay cũng rất nhiều phương án, người thì gây tê tại chỗ, người thì gây mê, người thì giảm gọi là sedation cho ngủ. Nhưng mà đa phần các trường hợp đấy thì tôi nghĩ là hoàn toàn nếu mà với những phương án mới này thì sẽ rất tốt, đúng không ạ? Tức là thầy vào vùng bẹn đúng không ạ? Vâng. Thầy vào vùng mạch đùi đúng không ạ? Mạch đùi, mở đúng mạch đùi. Cái vùng đó thì là cái vùng mà trồng lấn của chi phối của một số cái dây thần kinh ở vùng đó, như là thần kinh chậu bẹn, chậu hạ vị, thần kinh sinh dục đùi. Cho nên nếu như mà dùng gây tê vùng, nếu không phải là tê tại chỗ thì sẽ phải phong bế tất cả các dây đó thì mới đảm bảo được. Vâng. Để cái giảm cả, mất cảm giác. Vâng. Để cho thì mình có nên triển khai cái đấy không? Tôi thấy hiện nó nay sẽ mất thời gian hơn là thầy tê tại chỗ. Vâng, nhưng gây tê ở chỗ bệnh nhân không tốt hơn. Vâng, bệnh nhân rất là không ổn định trong quá trình làm, bệnh nhân vẫn có thể những cái lúc mà cái thì quan trọng lại cử động mà rất là nguy hiểm. Trong cái lúc mà mình thả van hoặc là mình có cái thì rất là đặc biệt cần phải làm yên đấy. Vâng. Các bạn, các thầy cô, các anh chị ở các đầu cầu có ý kiến không ạ? Hiện nay tôi biết là rất nhiều các bệnh viện ở trong các nhóm chúng ta, thậm chí các bệnh viện tuyến huyện đã tiến hành thay khớp háng rồi. Thì xin phép các thầy, các cô, anh chị có ý kiến gì không ạ? Có cần chia sẻ gì hay là có câu hỏi gì cho các nhóm gây mê hồi sức chống đau bệnh viện chúng tôi không ạ? Bệnh viện Ngọc Lặc hình như mình đã thay khớp háng chưa ạ? Mời bệnh viện Ngọc Lặc ạ.